Chương trình tối hôm nay gồm có. Ukraine tấn công dữ dội trên bán đảo Crimea. Iran áp đặt lệnh hạn chế xăng dầu do lo sợ Israel trả đũa. Gia đình không liên lạc được với tướng Iran đang mất tích. Thủ tướng Slovakia ông Fico hứa sẽ chặn Ukraine gia nhập NATO. Hà Lan cho Ukraine sử dụng phi cơ F16 tấn công vào lãnh thổ Nga. Đài Loan sẵn sàng ứng phó nếu Trung Quốc xâm lược. Đánh bom xe tại phi trường Karachi nhắm vào người Trung Quốc. Chiến hạm của New Zealand bị chìm ngoài khơi Samoa. Tất cả đều có trong bản tin tối nay. Xin kính chào quý khán thính giả đến với bản tin tối của kênh 60 giây tinh hoa vào thứ hai ngày mùng 7 tháng 10. Phạm Dương xin được chúc quý vị một buổi tối đầu tuần bình an. Sau đây là những bản tin trong ngày, kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, vào nửa đêm mùng 7 tháng 10, tại các cơ sở quân sự của lực lượng vũ trang Nga trong khu vực phi trường Bembek và Saki ở Crimea, người dân địa phương đã báo cáo về một loạt các vụ nổ mạnh có thể nghe rõ ở các vùng Saki, Simferopol, Krasnovodsky của Crimea bị chiếm đóng. Các nhà báo của Crimea Wind đã đưa tin công khai rằng người dân địa phương đã đếm được tổng cộng từ 12 đến 15 tiếng nổ mạnh. Trong suốt thời gian này, người ta cũng nghe thấy tiếng súng máy trong khu vực. Một lúc sau, các loạt tiếng nổ thứ cấp thứ hai đã bắt đầu vang lên. Trong suốt thời gian này, tín hiệu báo động không kích đã vang rền trên khắp bán đảo Sevastopol. Người Nga đã quyết định điều động ngay lập tức toàn bộ chiến đấu cơ tại phi trường Benbek. Vào khoảng 1 giờ đêm, một đám cháy lớn đã bắt đầu bùng phát ở khu vực phi trường, nhưng vẫn chưa rõ nguồn gốc. Chính quyền chiếm đóng đã công bố tín hiệu không kích trên khắp bán đảo Crimea. Đồng thời, Bộ Quốc phòng của Nga đã đưa tin về vụ tấn công bằng UAV cảm tử. Tuy nhiên, các UAV của Ukraine sẽ đều bị bắn hạ, cũng như không có thiệt hại hay thương vong. Cũng trong đêm mùng 7 tháng 10, lực lượng vũ trang Ukraine đã tiếp tục tấn công vào một kho dầu ở Fyodosia, cũng trên bán đảo Crimea, bằng nhiều UAV cảm tử. Phía Nga tuyên bố không có thương vong nào được báo cáo cho đến sáng nay, kho dầu vẫn tiếp tục cháy. Fyodosia là cảng dầu lớn nhất ở Crimea. Hiện nay, lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công không chỉ các phi trường quân sự ở Crimea, mà còn tập trung phá hủy năng lượng cung cấp cho cuộc chiến của Nga tại đây. Người dân địa phương đã cho biết hàng loạt vụ nổ mạnh đã xảy ra ở Fyodosia vào khoảng 4 giờ 30 sáng. Sau đó, một đám cháy đã bùng phát trong khu vực kho dầu địa phương. Trang web Dialog.ua đã thông báo lực lượng vũ trang Ukraine liên tục cố gắng tấn công kho dầu này kể từ năm 2023. Nhưng cho đến nay, may mắn mới mỉm cười với Kyiv. Thống đốc do Nga bổ nhiệm ở Fyodosia là Igor Chakchenko đã xác nhận vụ hỏa hoạn tại kho dầu. Đồng thời, ông cũng tuyên bố không có thương vong về người. Các nhân viên của Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Nga đang làm việc tại hiện trường vụ nổ phía Nga cho biết Phó Thủ tướng là Igor Mikhailichenko sẽ đến Fyodorcia. Mặc dù cơ quan chức năng vẫn chưa báo cáo về nguyên nhân của vụ cháy kho dầu, nhưng người dân địa phương đã đăng một số bức ảnh và video lên các trang mạng xã hội và cho biết họ nghe thấy một loạt những tiếng nổ và có người nói rằng lực lượng vũ trang Ukraine cuối cùng đã đánh trúng vào kho dầu này. Ngọn lửa ở Fyodosia có thể được nhìn thấy từ Kirovsky, cách đó 25 km theo đường thẳng. Dù không nghe thấy tiếng UAV, nhưng người dân địa phương đã tuyên bố có một vụ nổ mạnh, sau đó là hai tiếng nổ thứ cấp. Cho tới sáng nay, khói đen và những ngọn lửa vẫn bao trùm cả khu vực. Truyền thông của Nga tuyên bố, đêm mùng 7 tháng 10 là một đêm không yên ả cho tất cả những người lính Nga tại bán đảo Crimea. Đầu tiên, những người lính này đã phải thức dậy bởi một loạt các tiếng nổ ở phi trường Saki và Benbek, sau đó là những vụ hỏa hoạn tại kho dầu Fyodosia. Thưa quý vị, Chuyển sang các tin tức tại Trung Đông. Nguồn cung xăng tại Iran đã có sự thay đổi đột ngột vào sáng chủ nhật hôm qua khi áp dụng giới hạn mới về việc tiếp nhiên liệu hàng ngày và phân bổ các trạm xăng, làm dấy lên những lo ngại về khả năng tăng giá. Chính phủ Iran đã kiểm soát các sản phẩm nhiên liệu cũng đã thông báo rằng những chủ xe sử dụng hệ thống định mức thẻ nhiên liệu thông minh của mình hiện chỉ được phép đổ xăng hai lần một ngày với mức tối đa là 50 lít mỗi lần. Chỉ thị mới giảm hạn mức tiếp nhiên liệu trước đó là 60 lít xuống còn 50 lít, mặc dù hạn ngạch hàng tháng là 300 lít vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, các quan chức cũng không đưa ra bất kỳ lời giải thích hoặc lý do nào cho việc giảm lượng tiếp nhiên liệu hàng ngày. Một động thái này đã khiến công chúng và một số cơ quan truyền thông lo ngại. Trong khi Israel đã tuyên bố sẽ trả đũa như một nghĩa vụ của quốc gia, cơ sở hạ tầng quan trọng của Iran, bao gồm các nhà máy lọc dầu, hiện đang nằm trong tầm ngắm. Mặc dù Iran có một trong những trữ lượng dầu lớn nhất trên thế giới, nhưng quốc gia này lại phải chịu tình trạng thiếu xăng do năng lực để lọc dầu là rất hạn chế. Tổng thống của Iran, ông Pezeshkian đã nêu vấn đề về giá xăng cao hơn trong chiến dịch tranh cử, nhưng sau chiến thắng, các tuyên bố của nội các của ông lại trái ngược nhau. Nhà báo kinh tế Reza Ghebi nhấn mạnh rằng các hạn chế hiện tại là bước mở đầu cho việc tăng giá, có thể gây ra bất ổn xã hội tương tự như các cuộc biểu tình vào năm 2019 nổ ra sau khi giá xăng đã tăng 200%. Vào lúc đó, các cuộc biểu tình đã chứng kiến sự chống lại chính phủ đang lan rộng, tuy nhiên đã bị đàn áp với các báo cáo cho thấy hơn 1.500 người đã bị lực lượng an ninh sát hại. Thưa quý vị, chỉ huy lực lượng Kursk thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran là Ayazisi, ông Isman Qani, đã bị mất liên lạc kể từ sau các cuộc không kích của Israel vào Beirut vào cuối tuần trước hai quan chức an ninh cấp cao của Iran đã cho biết với đài Reuters, ông Qani, người được kế nhiệm cố chỉ huy Soleimani khét tiếng, đã đến Lebanon sau vụ thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah đã thiệt mạng tại tháng trước. Một trong những quan chức của Iran đã nói với trang tin Reuters rằng ông Qani đã ở Dahiye, vùng ngoại ô phía nam của Beirut, trong thời điểm diễn ra một cuộc không kích của Israel vào đây, được cho là nhằm vào các quan chức cấp cao của Hezbollah là ông Hassem Safidin. Tuy nhiên, quan chức của Iran cho biết, tướng Qani khi đó không gặp ông Safedin. Tổ chức Hezbollah đã tuyên bố họ sẽ chỉ công bố số phận của ông Safedin khi cuộc tìm kiếm kết thúc. Ông Safedin đã được coi là người kế nhiệm tiềm năng của cố thủ lĩnh Hezbollah Nasrallah. Vị quan chức của Iran cho biết thêm, Tehran và Hezbollah đã không thể liên lạc với ông Qani. Ông này đã được Tehran chỉ định là người đứng đầu lực lượng Quds sau khi Hoa Kỳ đã ám sát người tiền nhiệm của ông là tướng Qasem Soleimani. Lực lượng Quds là đơn vị tình báo quân sự hải ngoại của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran chịu trách nhiệm liên kết với các phiến quân trên khắp Trung Đông như Hezbollah, Hamas hay Houthi. Quan chức Iran thứ hai cũng nói với trang tin Reuters, ông Qani đã đến Lebanon sau khi ông Nasrallah thiệt mạng và chính quyền Iran đã không thể liên lạc với ông kể từ cuộc không kích nhằm vào ông Safedin, người sẽ trở thành thủ lĩnh tiếp theo của Hezbollah. Thưa quý vị, Thủ tướng của Slovakia ông Robert Fico đã nói rằng cuộc chiến của Nga và Ukraine tiếp tục chỉ vì phương Tây có kế hoạch bắt người Nga phải quỳ gối. Trang tin Pravda đã viết về điều này vào hôm Chủ nhật, ngày 6 tháng 10 và ông fico tin rằng cuộc chiến tranh toàn diện là một cuộc xung đột quân sự nơi người slaver đang bị sát hại và châu âu thì ủng hộ các vụ giết người này một lần nữa thủ tướng slovakia cũng nhắc lại rằng cuộc chiến được cho là không thể giải quyết bằng biện pháp quân sự và mặc dù đã đồng ý với việc ukraine gia nhập eu ông fico vẫn nhấn mạnh trong khi ông ta còn nắm quyền các đại biểu của ông sẽ không đồng ý với việc ukraine gia nhập nato Chừng nào tôi còn là thủ tướng của Cộng hòa Slovakia, tôi sẽ lãnh đạo các đại biểu mà tôi có quyền kiểm soát chính trị với tư cách là người đứng đầu đảng để họ không bao giờ đồng ý với tư cách thành viên của Ukraine trong NATO. Ngoài ra, ông Fico cũng nhắc lại rằng thành viên NATO của Ukraine có thể trở thành nền tảng cho chiến tranh thế giới thứ ba. Ông Fico cũng nhấn mạnh, năm tới, ông dự định sẽ đến thăm Moscow nhân dịp 80 năm kết thúc Thế chiến thứ hai, đồng thời kêu gọi không mắc chứng bài Nga mà cần phải cảm ơn những người giải phóng. Trước đó, ông Robert Fico cũng từng tuyên bố đội quân phát xít mới đang chiến đấu tại Ukraine, tuy nhiên cộng đồng quốc tế không nhận thấy điều này. Ông đưa ra tuyên bố trong chuyến thăm bảo tàng diệt chủng ở thành phố Seret của Slovakia. Ngay sau đây, xin mời quý vị tiếp tục theo dõi các bản tin khác từ biên tập viên Yên Ngọc của chúng tôi. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekemens cho biết khi đến Kharkiv, rằng chiếc tiêm kích F16 đầu tiên do Amsterdam chuyển giao đã có mặt tại Ukraine. Trong những tháng tới, tất cả 24 chiến đấu cơ mà Hà Lan hứa sẽ chuyển giao cho lực lượng vũ trang Ukraine để thực hiện nhiệm vụ chiến đấu sẽ có mặt trên lãnh thổ Ukraine. Ngoài ra, một thông tin quan trọng khác cho thấy phi cơ F16 của Hà Lan được phép sử dụng để tấn công các cơ sở quân sự trên lãnh thổ Liên bang Nga. Hà Lan cũng sẽ phân bổ 400 triệu euro trang bị UAV cảm tử viện trợ cho Ukraine. Quốc gia này đang hợp tác với Ukraine để phát triển UAV tiên tiến và đẩy nhanh quá trình sản xuất các nguyên mẫu thành công. Ý kiến của ông Dmitry Snagirev về vấn đề này có thể được tìm thấy trong một cuộc phỏng vấn của ông cho chương trình chi tiết trên YouTube. Một chuyên gia quân sự đã bình luận về quyết định của Hà Lan. Tôi sẽ nhắc nhở các bạn rằng, ngay cả vào thời điểm Tổng thống Ukraine đến thăm Hoa Kỳ, nơi một trong những vấn đề chính là cho phép sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, Hà Lan đã đưa ra một quyết định mang tính lịch sử là cấp cho Ukraine quyền sử dụng phi cơ F-16 trong không phận của Liên bang Nga. Chúng ta hãy nhớ lại gói hỗ trợ quân sự và kỹ thuật gần đây nhất từ Hoa Kỳ. Bom dẫn đường có tầm bắn mục tiêu khoảng 120 km. Ngoài ra, tôi sẽ nhắc lại một lần nữa rằng F-16 còn được trang bị hỏa tiễn hành trình không đối đất có tầm bắn từ 400 km đến 1.900 km. Ông Dmitry Snagirev cho biết thêm. Thưa quý vị, vào hôm thứ Sáu ngày 4 tháng 10, đại sứ của Đài Loan tại Hoa Kỳ nhấn mạnh, người dân Đài Loan sẽ bảo vệ đảo quốc dân chủ của mình trước một cuộc xâm lược tiềm tàng của đảng Cộng sản Trung Quốc. Cùng lúc đó, báo cáo của một viện nghiên cứu Hoa Kỳ cảnh báo rằng, Bắc Kinh có thể tiến hành sắp nhập Đài Loan bằng hình thức chiến tranh kinh tế. Khi được Fox News hỏi liệu người dân Đài Loan có sẵn sàng chiến đấu nếu chế độ Cộng sản ở Bắc Kinh tăng cường gây hấn hay không, đại diện của Đài Loan tại Hoa Kỳ Alexander Yui khẳng định, có, tất nhiên rồi. Và nói thêm, chúng ta đã nhìn thấy Ukraine. Trong khi đó, một báo cáo do Quỹ Bảo vệ các nền dân chủ, một viện nghiên cứu đặt tại Washington, công bố vào hôm 4 tháng 10 nhận định, mặc dù các nhà ra quyết định đang tập trung vào các kịch bản nguy hiểm nhất, chẳng hạn như một cuộc xâm lược quân sự hoặc phong tỏa Đài Loan của chính quyền Trung Quốc, nhưng cách tiếp cận hợp lý và chiến lược nhất đối với đảng Cộng sản Trung Quốc để thực hiện mục tiêu sắp nhập Đài Loan là chiến dịch cưỡng ép kinh tế thông qua mạng trực tuyến phát biểu tại cuộc thảo luận của hội đồng về báo cáo này ông singleton nhận định đài loan đã và đang phải đối mặt với chiến dịch cưỡng ép kinh tế và mạng ở mức độ thấp và đã cho thấy khả năng phục hồi đáng kể tuy nhiên nhà lãnh đạo đảng cộng sản trung quốc tập cận bình người coi việc thống nhất với đài loan là một mệnh lệnh ý thức hệ sẽ tiến hành một chiến dịch linh hoạt theo từng giai đoạn bằng cách sử dụng kết hợp các biện pháp cưỡng chế kinh tế mạng và quân sự nhằm phá hoại khả năng phục hồi của đài loan Thưa quý vị, một vụ nổ gần phi trường quốc tế ở thành phố Karachi, miền nam Pakistan đã khiến hai công dân Trung Quốc thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Cảnh sát và chính quyền tỉnh tuyên bố một tàu chở dầu đã phát nổ bên ngoài phi trường lớn nhất Pakistan vào đêm chủ nhật. Bản chất của vụ nổ vẫn chưa rõ ràng. Đài truyền hình địa phương Geo News dẫn lời một quan chức tỉnh cho biết trong một tuyên bố gửi qua email cho các nhà báo, nhóm thiến quân Li Khai và Lodge Liberation Army tuyên bố vụ nổ là một cuộc tấn công bằng bom xe, bằng cách sử dụng một thiết bị nổ tự chế gắn trên xe nhằm vào một đoàn xe cấp cao gồm các kỹ sư và nhà đầu tư Trung Quốc đến từ sân bay Karachi. Đại sứ quán Trung Quốc tại Pakistan cho biết một đoàn xe chở nhân viên Trung Quốc của công ty điện lực cảng Kashim đã bị tấn công vào khoảng 11 giờ tối theo giờ địa phương họ lên án những gì mà họ cho là cuộc tấn công khủng bố và kêu gọi một cuộc điều tra toàn diện để trừng phạt những kẻ thủ ác. Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Pakistan lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố này, gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân vô tội của cả hai nước và gửi lời chia buồn chân thành tới những người bị thương và gia đình của họ. Tuyên bố cho biết, hàng nghìn công nhân Trung Quốc đang ở Pakistan, nhiều người trong số họ tham gia vào hành lang kinh tế giữa hai quốc gia, một phần quan trọng trong sáng kiến vành đai và con đường. Thưa quý vị, lực lượng phòng vệ New Zealand vào ngày 6 tháng 10 thông báo chiến hạm hải quân HMNGS Manawanui đã mắc cạn và chìm ngoài khơi Samoa, theo báo Reuters đưa tin. Chỉ huy bộ phận hàng hải của lực lượng phòng vệ New Zealand Shane Andel cho hay chiến hạm HMNGS Manawanui bị mắc cạn gần đảo Upolu thuộc Samoa vào tối ngày 5 tháng 10 khi đang tiến hành khảo sát rạn san hô. Ông Andel cho biết thêm, một số tàu và phi cơ đã hỗ trợ giải cứu thủy thủ đoàn và hành khách. Nhờ đó, toàn bộ 75 thành viên thủy thủ đoàn và hành khách trên tàu đã được xuồng cứu sinh và cano đưa đến Samoa an toàn bộ trưởng quốc phòng judith collins mô tả việc chiến hạm mắc cạn là một thách thức thực sự đối với tất cả mọi người trên con tàu tôi biết rằng sẽ mất khá nhiều thời gian để xử lý những gì đã xảy ra ông collins cho biết theo tờ the new zealand herald nguyên nhân vụ chiến hạm mắc cạn đang được điều tra tham mưu trưởng hải quân new zealand gary godin cho hay có hai người bị thương trong vụ chìm chiến hạm Chiến hạm HMNZS Manawanui được chính phủ New Zealand đóng với kinh phí là 103 triệu đô la New Zealand. Tàu này đang được sử dụng cho nhiều hoạt động lặng, trục vớt và khảo sát quanh New Zealand và khu vực Tây Nam Thái Bình Dương. Cảm ơn biên tập viên Yên Ngọc. Kính thưa quý vị, bản tin tối của kênh 60 giây tinh hòa đã kết thúc. Một lần nữa Phạm Dương xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin kế tiếp.